Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Bảo Linh khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã để bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã. Tới dự có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân của xã Bảo Linh khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã và trao quyết định xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã cho 18 đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, ông Ma Khánh Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khóa 20, tiếp tục cũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bảo Linh khóa 21. Ông Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khóa 20, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.